Xin chào các bạn. Như vậy là đã trải qua 6 clip kênh mình lập ra để hỗ trợ cho các bạn về vấn đề đọc bản vẽ. Và trong 6 clip vừa rồi là như vậy, mình đã hướng dẫn cho các bạn để đọc được thi công phần kết cấu móng. Đó. Thế như vậy là cái clip số 6 chính là cái clip mà mình đã hướng dẫn các bạn cách đổ cột đó. Và mình khuyên các bạn là hãy đổ cột hai cái hàng cột này trước. Đó, để chúng ta sẽ lấy cái công việc. Đó, thì sau khi chúng ta giữ cột này, chúng ta sẽ tiếp tục quay sang đây đổ cái hàng cột này. Thì trong khi chống việc, chúng ta sẽ quay trở lại xây với cái này. Đó. Thế thì nội dung của clip hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc để cái bản vẽ phần kiến trúc này. Đó, khi cái phần bên này phần kết cấu. Thế thì sau khi chúng ta đọc phần kiến trúc này xong, xây lên mặt bằng, hết mặt bằng tầng 1 này, chúng ta bắt đầu chuyển sang phần kết cấu để đọc cái phần dầm của cái mái tầng 2. Nó cái mái tầng 1 này tức là cái mặt sàn tầng 2. Nó thì nó sẽ là cái phần kết cấu là ở đằng sau này. Đó. Thế như vậy là thông qua 6 clip vừa rồi là các bạn đã biết được là chúng ta cần tìm đến cái vị trí nào để chúng ta đọc được cái phần kết cấu đó. Đó các bạn nhé. Rồi bây giờ sẽ chuyển sang cái nội dung chính của clip hôm nay là sẽ chia sẻ đến các bạn về cái chúng ta cần tìm hiểu để chúng ta đọc được cái phần mặt bằng xây này. Thì để đọc được cái phần mặt bằng xây này thì clip trước mình đã giới thiệu qua rồi. Thì clip này mình sẽ nói lại một lần nữa là để đọc được một bản vẽ nó thật là chuẩn thì cần rất rất nhiều cái thông tin. Thông tin đầu tiên nó là chính là cái mặt bằng này các bạn nhé. Đó, mặt bằng này. Thì tất cả các bản vẽ nó đều sẽ có mặt bằng như này hết. Còn về cái phần kiến trúc, phần vỏ kiến trúc này các bạn nhé. Tức là phần vỏ bên nhà ngoài trang trí này. Thì sẽ có nhà đủ, nhà thiếu. Mình sẽ nói lý do tại sao có nhà đủ, nhà thiếu. Thì thông thường cái bên thiết kế, khi họ thiết kế thì họ sẽ tính giá khoảng độ 0,5% tổng công trình. Tức là họ vẽ ra này thì tổng công trình nó hết khoảng độ 1 tỷ đó. Mình nói là 1 tỷ thì họ sẽ lấy 50 triệu tiền thiết kế. Đó thì một số gia chủ là vẫn muốn có thiết kế nhưng mà muốn cắt giảm bớt đi cái phần mà bên thiết kế họ vẽ chi tiết hơn thì họ sẽ yêu cầu là vẽ với tầm giá khoảng 30 triệu thôi hoặc bao nhiêu gì đấy. Thì như ở đây thì là nó sẽ thiếu một vài phần chi tiết như chi tiết cửa này, là bên thiết kế họ sẽ không vẽ chi tiết, hoặc là như những cái lan can này các bạn nhé, những cái này là nó sẽ không có các bạn nhé. Đó. Thì nhưng mà mình vẫn làm được bởi vì dựa vào kinh nghiệm của mình. Đó, đang thông báo Covid. Thế thì dựa vào kinh nghiệm của mình thì mình sẽ làm được. Tại sao mà mình sẽ làm được thì mình sẽ nói ở từ từ đến từng clip một để mình nói cho các bạn biết nhé. Thì kinh nghiệm của mình rút ra được như nào sau qua những quá trình thi công. Đó, thì quay về nội dung chính hôm nay là cái vấn đề đọc được cái bản vẽ xây này. Thì đọc bản vẽ xây này thì các bạn cần phải đến, thứ nhất là có mặt bằng xây này. Đó, thứ hai là cái phần mặt cắt này các bạn nhé. Cái phần mặt cắt của tổng căn nhà này các bạn. Nó chính là cái mặt cắt 1-1 đấy các bạn nhé. Mặt cắt 1-1 đấy, thì có những cái nhà sẽ có mặt cắt 2-2, mặt cắt 3-3, mặt cắt 4-4. Thì cắt tùy từng cái đoạn một, như nhà, cái bản thiết kế này chỉ có một mặt cắt là mặt cắt 1-1 thôi. Đó. Tiếp theo nữa là cái chi tiết này các bạn nhé. Cái chi tiết cửa. Đó, chi tiết cửa. Đây các bạn. Chi tiết cửa đi này. Rồi thì chi tiết các cửa này để chúng ta đọc được chính xác hơn. Rồi thì quay trở lại với cái mặt bằng tầng 1 này thì như clip trước thì mình đã bảo các bạn là đổ cái hàng cột này. Đây các bạn. Đổ hàng cột này và hàng cột này. Chúng ta xây. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu ngay từ đằng này là các bạn nhé. Xây ở đây thì các bạn nhìn thấy đây là tường 20 này các bạn này. Đó, đây là cột 20 này. Thì như vậy đây là xây tường 20. Đó. Thì đây sẽ có một chút ít này là xây tường 10 các bạn nhé, để tối ưu hóa cái không gian phòng vệ sinh. Rồi nằm ở dưới gầm cầu thang. Đó. Nằm dưới gầm cầu thang. Đó. Đây là tầng 20 các bạn này. Đó, đây là tầng 20. Đó, như vậy là sau khi chúng ta xây xong thì cái nhà vệ sinh sẽ được hình thù như này.
Đó. Ở đây tầng 10. Đó. Thế vậy cái cao độ của cái tường này là bao nhiêu thì mình sẽ làm ở clip sau. Đó. Sẽ là ở clip sau. Vì clip này các bạn cũng sẽ không thể xây hết được. Rồi tiếp theo là đến cái phần tường này các bạn nhé. Phần tường này và đây có một cái vị trí cửa. Đó thì mình sẽ dành một clip sau để mình nói về cái vấn đề vệ sinh này và vấn đề đè cửa như này. Nó sẽ là dành một clip. Nó tiếp tục đây là vấn đề 20 các bạn nhé. Đó đây tường 20. Đó cái chỗ phức tạp nhất là cái chỗ này đấy các bạn. Phức tạp nhất là chỗ này. Chỗ này là sẽ là cái cột 300 các bạn nhé. Cột 300. Đó tại sao chúng ta biết cột 300 vì mình đã nói từ trước rồi. Từ cái hướng dẫn clip 6 clip trước là các bạn đã biết nó là 300 rồi. Thì đây chúng ta sẽ quay trở lại với cái phần kết cấu này nhé. Đó. Đó, đây các bạn, nó là cột C2 đây các bạn. Nó cột C2 đây. Và nó là 300 đấy các bạn nhé, 300. Nó và 220. Đó. Thế như vậy là cái chiều 220 nó là nằm về cái mặt này. Đó, 220 đây thì 300 nó nằm bằng này. Như vậy là chúng ta cần phải xây là ước lượng và xây. Đó. Đằng này là 300, đó, từ đây là 300. Tiếp tục là một viên 10 nữa. Hai viên ngang 20 nữa. Đó ở chỗ này. Nó thì cái bản vẽ này nó không được chi tiết. Nó không được chi tiết ở chỗ này. Là chỗ này người ta sẽ không cho là bao nhiêu để các bạn xây. Thì các bạn đa phần là phải ước lượng nhá. Phải ước lượng. Đó, chỗ này ước lượng. Thì ở đây mình sẽ ước lượng là chỗ này là xây một viên 10 các bạn nhé. Đó. Và chỗ này cũng khả năng là nó cũng sẽ xây một viên 10. Đó, khả năng là cũng sẽ xây một viên 10. Đó, như vậy là chúng ta biết là từ cái mép tường này, từ mép dầm này vào bao nhiêu nhá. Thì chúng ta muốn biết chính xác nó là bao nhiêu. Ước lượng chính xác của nó là bao nhiêu thì chúng ta quay sang cái phần này mặt cắt này. Để chúng ta có cái sự so sánh. Đây các bạn. Đó. Đấy các bạn nhá. Các bạn chú ý vào cái thông số là 450 này. Đó. Như vậy là từ cái dầm này, mép dầm này đến cái phần mà cái trần gọi là cái trần trần xa này các bạn nhé. Đó chính là cái trần giả thạch cao đấy. Như vẫn đổ bằng bê tông. Đó là 450. Đó, 450. Mà mình gióng xuống đây nhá các bạn nhé. Gióng xuống đây. Đó như vậy là nó gần như là nó khớp với nhau. Nó khớp với nhau. Đó nó khớp với nhau. Đó thế như vậy là quay sang cái mặt này để chúng ta có thể ước lượng được nó chính xác. Thế như vậy là từ cái mép này là mép của cái cột 220 các bạn nhé. Cột 220. Đó. Thì chúng ta xây vào đây là thêm 20cm nữa. Là thành là 42cm. Đó. Chúng ta xây từ mép này sang đây là 20cm, 42cm. Để sau này chúng ta có cái phần hoàn thiện là thành 45 các bạn nhé. Phần hoàn thiện thành 45. Đó. Đó. Thế như vậy là chúng ta đã ước lượng như vậy rồi. Thế còn cái ở đây là chúng ta sẽ có cái là xây tiếp một viên 10 ở đây nữa các bạn. Là ra bằng 20. Còn đâu chúng ta sẽ xây dãy này từ 10. Đó, xây từ 10 ở đây. Đó, bên này nó cũng tương tự như vậy. Bên này nó như vậy. Đó, như vậy. Rồi. Thế quay sang là chúng ta tiếp tục kiểm tra vào cái mặt cắt của cái căn nhà này. Để chúng ta biết rằng là họ xây như nào. Đó. Như vậy là ở đây là các bạn sẽ nhìn từ cái mặt cốt 00 này. Đó. Họ xây đến đây là bằng 2m70. Đó là bắt đầu là họ sẽ uốn vòm các bạn nhé. Uốn vòm này. Uốn vòm này tiếp tục từ cái vòm này lên đây chúng ta lại xây tường 20 các bạn nhé. Xây tường 20. Đó. Và từ cái 2m7 này giống ở đây. Đó thì là sẽ biết được cái đỉnh vòm này là cao hơn 2m7 này. Đó, chúng ta sẽ lấy 45 phân cộng 2m7 nó sẽ là 3m1. Như vậy đỉnh vòm này nó là 3m1 các bạn nhá. Đó là 3m1.
Rồi tiếp tục thì các bạn để ý tiếp vào đây, vào phần này để ngày mai chúng ta hoàn thiện. Thì ở đây là nó sẽ có phần ốp, là sẽ ốp từ đây sang ở đây thôi. Còn 10 phân này là 10 cm, này là 10 cm để chúng ta chát không thôi. Chát sau đó sơn để gọi là tạo cái điểm nhấn các bạn nhé. Bên này cũng vậy, tạo cái điểm nhấn. Đó, như vậy. Đó, như vậy là đã biết chính xác rằng là chúng ta cần xây bao nhiêu, xây như nào. Đó. Thì quay trở lại đây thì các bạn sẽ biết rằng là cái phần ốp này, bên này cũng vậy, chúng ta sẽ được ốp là lên đến 2m7 này. À, xin lỗi các bạn, 3m1 này. Đó. Nó đây là 3m1,5 này. Đó. 3m15 các bạn nhé. Đây là 3m15. Đó, 3m15. Đó, như vậy là 3m15. Tiếp tục chúng ta xây cái tường 20. Đó. Cái tường 20 thì cái đoạn này nó sẽ là sơn không thôi các bạn nhé. Là sơn thôi. Đó, là sơn thôi. Đó. Thì cụ thể ở đây thì các bạn tiếp tục nhìn thấy cái căn nhà này là nó sẽ có cái trần xa đấy các bạn nhé. Trần xa và pháo góc này. Đó. Thì ở đây nó đã có những cái chi tiết này rồi. Đó, đây các bạn này. Ở đây là kỹ sư đã vẽ chi tiết vào cái phần trang trí rồi các bạn nhé. Đó, đây các bạn. Đó, đây là mặt bằng trần tầng 1 này các bạn này. Đó, nó có hệ thống trần xa đấy các bạn nhé. Đó, hệ thống trần xa đó. Đấy, cái này thì nó sẽ đi sâu vào clip sau, vì chưa phải làm đến các bạn nhé. Là đến vấn đề clip này là vấn đề xây. Đó, xây. Đó, như vậy là quay trở lại này để chúng ta định hình lại nhé. Đó, như vậy là cái chỗ này là rất là phức tạp đấy các bạn này. Chúng ta sẽ xây là xây ở đây viên 10. Đó, tiếp tục đây viên 10 nữa. Làm sao để cho nó từ cái mép này sang bên này là 40 cm rồi các bạn nhé. 42 cm, tức là 20 này. Và 42 còn đâu chúng ta để lại. Để lại để chúng ta hoàn thiện. Nó hoàn thiện 1,5 cm. Đó, như vậy là khi mà chúng ta ốp á, thì chúng ta sẽ ốp từ đây, ốp vào đây. Đó, còn cái chỗ này là chúng ta sẽ để lại để chát không. Còn đâu sẽ ốp từ cái khuôn trong này. Đó, và cái đầu này chúng ta sẽ để lại để chúng ta chát. Chát sau đó chúng ta sơn mà. Còn sẽ không ốp. Không ốp gạch thể. Và giữa này thì sẽ ốp gạch thể các bạn nhé. Đó, giữa này sẽ ốp giữa này là không ốp gạch thể các bạn nhé. Giữa này không ốp gạch thể. Mà cái gạch thể này sẽ ốp lên cao, xong có một cái vòm này các bạn nhé. Có một cái vòm này xuống đó. Như vậy. Đây cũng như vậy. Nó vẫn như tương tự như vậy. Đó, thì quay sang clip sau thì vẫn là ở cái bản vẽ xây này. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn là để cái cốt cửa S2 này. Sẽ tính được cái cốt cửa, tất cả các cửa này để quay sang cái bức tường này sẽ xây rất là nhiều cửa đó, để chúng ta để được chính xác. Đó, và cái chỗ vệ sinh này mình sẽ nói chi tiết hơn. Thì nó là ở clip sau, mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn nhé. Thì clip này mình sẽ dừng lại đây. Đó, nếu như mà các bạn thấy hữu ích, bổ ích thì các bạn hãy đăng ký kênh này, like và chia sẻ những video của mình để cho mọi người cùng được biết đến. Đó. Thì hy vọng rằng là clip sẽ giúp ích để cho các bạn mà có mong muốn tìm hiểu về bản vẽ, để mình có thể đứng lên làm một cái người thầu, hay là có thể là tìm hiểu chút ít về kiến thức xây dựng, đọc bản vẽ như nào, nó sẽ hiểu được nhé. Thì mình sẽ dừng clip đây và hẹn gặp lại các bạn clip sau.